Tamagotchi. Chưa vậy. Thức toán. Kỹ thuật bắt chim. Đây. Một báo rồi. Mùi ngon, chuẩn bị. Ăn thịt chim em ơi. Chú sớ nữa, đi hột bạc. Từ nếu mua mình tháo hô rồi. Cái này chứ đi ra rong rồi, mới đi bến bơ. Hàng về. Ôi, con đâu đánh biệt đi. Ôi, khéo quá. Nào, mấy nhà chưa thể đóng. Chưa. Đâu, qua bên đi kiếm con. Lôi đã hay. Bảy rồi. Ơ, có con đồ sau lưng tao quyến ơi. Thật đấy, thật mà. Bảy đó, bảy đó. Để chả, bảy đang đồ sau lưng ấy. Chào chào cục đó mà dánh ạ. Mẹ mà bảy mềm. Bà nội. Anh em thấy không? Con chim đây.
Bình Định. Ây, đấy, đấy này, thấy không? Bắt bãi được này. Đẳng cấp chưa? Chím cái bãi đường, bãi trầm ngay chị này. Đấy. Một con hơn này bãi trầm được mát đấy. Ôi đỏ mới. Bây giờ phịt, chuẩn bị phịt lông lông chim nha Huy. Tận ra này nó chim chú ơi. Bắt cá lưới, cá lưới. Lại ra đằng ngoài gửi đây. Bắn cá lơi anh ạ, à, chim cá lơi. Nhiều lắm. Gái thể đấy con mấy rồng bay về đây tập trung đây. Có con bay bay. Đấy đấy. Thank you.
Rá rồng quá lắm người ạ. Quan đi rồng quan đi ta rồi đi à. Bắt nạt đau ơi. Rong đi đánh cò quyền đi.
dưới ấy ạ, đóng hả? Hăng về, hăng về. Đồm. Cộng cộng cầm lóc á, chù. Vừa ta câu câu cá bụng đó. Quý tàn bắt đánh nhiều lắm. Mình phải nghe thôi nha. Đấy rồi, thấy rồi. Đấy, đấy, lấy tay chú ý nhé. Rong bên đi vẫn còn cái gì mồi rồi lòn rồi đấy 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 đây mình không biết giờ tao ở trên đi con bay lên tao biểu bạch rong bên đi còn nè kéo rồi. Kêu kêu trời ơi mồi từng con hả rồng đi mình nhiêu đâu vô phải đây đi. Ô trâu hay con gì kìa. Rồi mà coi nhảy mới để rồi mới lại bạt luôn. Hãy
Rồng nhiêu đâu, rồng bên đấy nó còn này, đi hai bên mẹ cũng còn này. Đây, đã thấy. Đây là chim, thưa các bạn. À, ba cam. Bên chim ba cam ơi. Đây nhá, đi mà ăn được. Chim vàng đây. Đi đi, cháu đừng bên đấy ngại thế đấy. Đấy, 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 đấy. Lô, máy đó. Hả? Bên mẹ bơ đi. Hả? Bên trong đi, răng đi. Thấy gì? Bên đen tao đó. Trước cái răng bên ngoài đi. À, đã thấy rồi. Mẹ kéo hết rồi. Thôi được, cố gắng bắt con đi này. Lô. Lúng mùi quá. Hai con nuôi nha. Bay cả hai này. Đúng không? Kéo thì rồi.
lúng này dính dính kéo rồi. Đo mình nhận làm mình nhận kít chứ mình nhận làm mình đang đâm chim. Bắt chim phải bắt bướm không? Ôi trời thật. Đi nhà nha. Tao nè, tao này con đã đồ sau lưng này nè. Tại không sao, tại có mày nói chiều. Con đồ nó bùng là đi quá này kìa. Ok Đan ơi, hôm nào về alo nha. Bữa nay ở nhà chím nhiều. Đi lấy sao vậy nha, đi lại gần một cái bồ này. Bắn liên tục đi. Này đến toài mẹ. Chạy à? Thôi giờ tôi ra cái lò nhánh à. Đấy là má chua tán rồi.
Bắn liên tục đi. Còn một bài đấy. À đây rồi. Lọn à mày. Đom. Đi. Đi bắt cá lơi nam ơi. Đám cầm lạc. Lấy máy. Lạ chục bỏ. Để tết đồm. Đấy. Đấy đấy. Đấy đấy. Yeah. Ngồi trên đò đấy đó. Ôi. Bà đi mà mãi chuồn nản đi. Bánh bay đừng. Nhảy nhảy đi. À, đùa. Lúng mới đã lắm. Bánh được nè. Đấy. Ôi rớt. Ôi bây. Bánh đây này thôi chụp tay đây. Ây da. Đấy rồi. Chim em ơi. Chim anh không. À trinh. Dạ kì kìa thế này. Trong lò mô nam đi bắt chim. Dên chỗ đang á, trắng sản chỗ đang bảy. Khỏi chỗ mình sẽ xoay những tím khóa mặt. Nha, dên bảy hết rồi. Đi theo sư phụ quyết. Lão mà liên khủng ấy chứ. Mình nhả cái đít đến bờ. Được cái này. Gần trăm con đây đi. Ừ, quá. Đéo, đéo. Vậy gần gần bơ đi. Đi là tao.
Bà gặp mình đều khai. Này. Bắt cái ịp. Kiếm đây anh em ơi. Đây. Đấy. Sau một hồi mấy khi quế tràn bán được cái 8 cho con ngoài rồi, tao được cái 2 cho con đây rồi. Nhìn nhiều đấy à? Đi trên bơ mà bán được chim đây. Đây. Một đùm nhiều mà. Con tí tí mà một đùm đây. Bắn lên nảng ấy, thịt uống rượu nhá. Kêu này. Con bay đâu mà. Lôi dòng kia nữa nè, dòng bên kia thấy cái gì đấy. Lôi thuộc cái gì? À. Ngại. Ê con đầu kiến bơ nè. Về à? Hay về hả? Nhiều đấy. Về gần đi thả hồ mới ăn này. Ăn đói. Một xéo bây giờ. Ê chim này. Đây. Đây thấy rồi đây bay này. Có con kêu mà tóc bóp gần nả đây. Đây hai bao. Báo của mình hơi gì thôi. Hai chú con à. Nó 60. Thôi về. Đừng bán nữa. Về mai ăn tiếp. Thôi chào ba con nha.